Màu trắng là một trong những cái màu mà cực kỳ hiếm trong thời gian vừa rồi nhá. Đợt này mới được ra mắt. Anh chủ giao cho mình là thôi, xe đạp tao thì đằng nào cũng chạy chục năm nay rồi, thì bây giờ tiện đợt này thì mày cũng spa lại như mới cho tao. Nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó đỡ bị chề cái môi hơn, đúng không? Chế một cái dưỡng hoàn toàn mới để lắp cái quả bi gầm 3 inch vào đây. Con VF7 này thì đã được độ tay nắm cửa điện. Đấy. Rồi là cửa hít này. Chiếc i10 mới từ xưởng ra luôn, mới từ hãng ra luôn, chưa có biển. Chào anh em đến với kênh YouTube của Dubeike. Hôm nay thì em xin phép một chút là sẽ không có một cái video về một cái con xe cụ thể hay là một cái dòng sản phẩm cụ thể, mà là một cái video em xin phép flex một chút về là cái nội dung rằng là một ngày làm việc tại Dubeike thì sẽ làm những dịch vụ gì. Mình sẽ đi từ ngoài vào trong nhá. Bên ngoài đây thì có một chiếc VF7 đang đợi. Chiếc VF7 này là của một anh chủ xe ở dưới Smart, Master Drive bên Smart thì đã làm khá là full dịch vụ rồi. Và hôm nay đến thì nâng cấp thêm áp quy này và chăm sóc lại toàn bộ xe. Thì giới thiệu qua với anh em, con VF7 này thì đã được độ tay nắm cửa điện. Đấy. Rồi là cửa hít này. Đấy. Phía bên trong thì thảm sàn Navo. Xe thì đi được một thời gian rất là bẩn, mình đang chuẩn bị dọn dẹp lại. Thảm sàn Navo này, dán BBF toàn bộ xe này. BBF toàn bộ xe này đã được dán BBF rồi. Đèn này, phim cách nhiệt, nói chung là rất nhiều những cái hạng mục khác nữa. Bên đây thì có một con i10. Chiếc i10 mới từ xưởng ra luôn, mới từ hãng ra luôn, chưa có biển. Mới tinh thì có dán phim cách nhiệt, cam hành trình và trải thảm sàn. Vào trong này một chút. Mấy ngày trước đây thì cái tình trạng mà mưa với cả ngập lụt khiến rất là nhiều anh em chạy xe thì bị nước tràn vào phía bên trong. Thì bên mình cũng hỗ trợ và cũng nhận khá là nhiều những cái dịch vụ về dọn dẹp nội ngoại thất. Thì bên trong này con chiếc xe này là chiếc xe... Con này là con gì nhỉ? Con này là con Camry Evo. Con này là con Camry 2.4 G thì đã bị ngập toàn bộ cái khoang nội thất, nước vào thì mình đang phải tháo ra, giặt thảm lỉ, phơi và dọn dẹp lại toàn bộ. Nói chung là anh chủ giao cho mình là thôi, xe đạp tao thì đằng nào cũng chạy chục năm nay rồi, thì bây giờ tiện đợt này thì mày cũng spa lại như mới cho tao. Bên trong này thì chiếc lắc SA này, lắc SA thì có qua lắp thảm sàn Lavo. Đây, mở cho anh nhờ tí nhá. Thảm sàn Lavo, anh chủ thì lót sàn bên dưới thì lại thích màu đen, còn lót bên trên thì lại màu lâu, cùng tông màu với cả cái màu nội thất của xe. Chiếc VF6 bên này, chiếc VF6 bên này thì đang được nâng cấp ánh sáng. Thì có một cái giải pháp mà không ngại đăng kiểm cho anh em, chính là lắp bi gầm. Con VF6 này thì đã có sẵn một cái ô. Thực ra là theo cái bản concept của nhà sản xuất ấy, thì cái phần này thì đã là một cái chóa đèn gầm rồi. Nhưng mà khi cái bản thương mại giao đến tay khách hàng thì lại cắt hoàn toàn cái option này đi. Thì bên mình có một cái giải pháp là chế một cái dưỡng hoàn toàn mới. Đây, chế một cái dưỡng hoàn toàn mới để lắp cái quả bi gầm 3 inch vào đây. Có nghĩa là cái phần này của xe thì mình sẽ giữ gìn và cho anh chủ cất đi. Sau này có trường hợp gì thì cần lắp lại và chế một cái bộ mặt dưỡng hoàn toàn mới để lắp cái bộ bi gầm vào. Bộ bi gầm hôm nay anh chủ lựa chọn là cái bộ Warp của Azum. Con này thì 3 inch, con này thì anh em chạy yên tâm rồi. Mazda 3 thì đang làm gói vệ sinh combo từ nội thất, ngoại thất đánh bóng lại này và rửa vệ sinh khoang máy. Phía bên trong X-Funder vừa hoàn thiện thì có dán điểm các chi tiết như lóc vai và các chi tiết ngoại thất. Anh em đang đánh ra. Ô, cẩn thận nhá. Đây mọi người thấy không? Dán một cái lóc cái vai cái là nhìn con xe nó lực, nó sport hẳn luôn. Đây, vào trong nào. Ôi dồi, em ơi, kéo cái cửa ấy. Đây, vào trong này. Vào trong này. Đây là chiếc Linh Enco 01. Thì mấy ngày gần đây thì có một cái thông tin chính thức rất là hot là cái nhà máy của Linh Enco 01 đã được ký kết và chuẩn bị xây dựng tại Thái Bình. Thì mình nghĩ là trong thời gian khoảng 2-3 năm nữa, khi mà nhà máy hoàn thành xong thì chiếc xe này sẽ lăn bánh ở trên thị trường Việt Nam rất là nhiều. Chiếc xe này đang qua dán phim cách nhiệt PhotoSync gói cao cấp nhất này. Thảm sàn Kata này, thảm sàn Kata đấy, cam hành trình M1 và đang lên ý tưởng để độ gập gương với con này. Nó chiếc xe cả tỷ bạc nhưng mà công nghệ rất là nhiều nhưng mà vẫn là gương cơ, thì đang lên phương án để độ gập gương cho chiếc này. Mình đi ra ngoài nhá.
À đây may quá mở được rồi. Chiếc xe này thì đang được anh em vừa nhận xong và chuẩn bị spa, rửa khoang máy này, làm sạch khoang máy này, đánh bóng ngoại thất và dọn nội thất. Bên cạnh đây là một em tiểu lôi VF3 màu trắng. Màu trắng là một trong những cái màu mà cực kỳ hiếm trong thời gian vừa rồi nha, đợt này mới được ra mắt. Thì ngoại thất thì phần trên nóc và vai này, cái phần sơn nguyên bản của nó là màu trắng đồng màu với màu sơn của xe, thì lóc với vai đã được dán điểm nhấn thành màu đen. Mọi người nhìn thấy cute hơn không? Nhìn nó Mini Cooper hơn không? Hay. Đấy, đèn thì đây mình bật đèn lên nào. Đợi chút mình bật đèn nhá. Ây giời. Đây, phần môi trề thì đã được dán thành đề can đen sần giống như cái thiết kế của cái bản concept. Nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó đỡ bị trề cái môi hơn, đúng không? Đèn thì đèn nguyên bản thì đã là chóa, đã là bóng projector rồi. Thì chỉ việc thay bóng led bên trong. Cái đèn led Demi này thì anh em đề can Dubai có tặng cho anh chị chủ khách hàng. Chuẩn bị lắp áp suất lốp này. Rồi là phía bên trong. Gương nguyên bản theo xe thì đã được thay bằng cái quả gương điện này. Anh em thấy hấp dẫn không? Xem con này thì gương điện này, tích hợp cam hành trình trước sau này và tích hợp camera lùi, có nghĩa là về số lùi thì sẽ hiển thị camera lùi. Ghế thì được bọc toàn bộ lại bằng cái ghế da Lapa. Sàn thì được trải thảm sàn Lavo cao cấp. Vô lăng thì sẽ được bọc da. Đấy, nói chung là loanh quanh những chi tiết nhỏ như thế. Tất cả những chi tiết nội thất này, cửa gió điều hòa thì cũng được dán lại đồng màu với màu sơn của xe. Nói chung là VF3 thì mình rất là may mắn được cái là anh em xe điện với cả anh em VF3 thì đến ủng hộ nhà mình rất là nhiều. Chiếc này thì cũng đang chờ để nâng cấp và dọn dẹp lại nội thất. Đấy. Loanh quanh là buổi sáng hôm nay thì có những cái dịch vụ như thế. Rất là mong anh chị em trong thời gian tới thì ủng hộ Dubai Care nhiều hơn nữa. Và Dubai Care sẽ cố gắng hết mình.